Chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh máy chiếu VNPC Lại là tiếp tục một cái video test máy chiếu chuẩn Full HD Hôm nay mình sẽ review và test với các bạn một em máy chiếu ViewSonic PX701HD Dòng này thì các thông số các bạn có thể tra trên trang web máy cũ.com Mình chỉ cho các bạn xem review và đánh giá một cách nha thực tế thôi Đây các bạn sẽ thấy được các cái cổng kết nối đằng sau thì em này vẫn có hai cổng HDMI như các cái dòng máy chiếu Full HD thông thường nha màu trắng và kích thước dòng này thiết kế cái màu trắng kích thước khá là nhỏ gọn và sang trọng các bạn ạ một cái điểm nhấn ở trên dòng máy này bản thân mình thấy đó là cái màu sắc của nó nó khá đẹp so với các cái dòng máy mà cùng về độ sáng này cùng về công nghệ cùng về độ phân giải thì view sonic nó cho một cái màu sắc nó có thể gọi là nó đẹp nhất trong các cái dòng máy sử dụng cái công nghệ dop với cái công nghệ super color độc quyền của view sonic thì hiện tại chưa có cái hãng nào có thể khai thác được cái công nghệ này với cái màu sắc có thể đẹp và sinh động như thế này đây là một em máy chiếu hiện tại là đã qua sử dụng chứ còn dòng này máy mới thì thưa với các bạn máy mới hiện tại không còn hàng các bạn nha hiện tại chỉ có máy đã qua sử dụng thôi thông tin về các cái dòng máy đã qua sử dụng chính hãng luôn thì các bạn phải mua trên uh, trang web máy chú cũ com rồi các bạn lưu ý đây là cái tỷ lệ không hình thì cái dòng này nó có rất nhiều các cái tỷ lệ không hình này rồi tiếp theo nữa đó đó là một cái uh, các cái chế độ hình ảnh thì dòng này nó cũng cho rất nhiều những cái lựa chọn về chế độ hình ảnh về ngôn ngữ rồi thiết lập thông minh có một cái lưu ý trong quá trình sử dụng các cái dòng máy chiếu này đó là các bạn lưu ý trên tính năng tắt nguồn nhanh nha. Tính năng tắt nguồn nhanh là một cái tính năng rất là dở hơi của cái hãng ViewSonic Sonic vì mặc định á, khi mà các bạn uh, chọn cái chế độ tắt nguồn nhanh mà các bạn bật lên á thì cái máy khi các bạn tắt nó sẽ tắt ngay lập tức. Điều này làm cho cái bóng đèn nhanh hư. Cho nên là theo mình thì các bạn bỏ cái tính năng này đi, tức là chúng ta sẽ chọn cái lựa chọn là tắt nha. Rồi. Các cái thông số khác như là cái độ phân giải rồi uh, số seri máy rồi các bạn lưu ý đó là cái dòng này nó sẽ có các cái lựa chọn về nhiệt màu nha. Thì mỗi cái nhiệt màu là nó sẽ cho ra các cái gam màu khác nhau các bạn ơi. Đây có là một lựa chọn khá thú vị để chúng ta lựa chọn các cái gam màu yêu thích của chúng ta khi các bạn xem phim, giải trí hoặc là sử dụng những cái mục đích trình chiếu khác nhau. Tính năng vòm hình thì cái dòng này nó cũng chỉnh cái tông theo chiều dọc thôi chứ không chỉnh theo không có bóp góc được các bạn ơi di chuyển ống kính thì tính năng này mình đánh giá rất khá là hay đây là tính năng di chuyển ống kính di chuyển cái khung hình lên xuống chắc nó được khoảng uh, cộng trừ khoảng mấy độ thôi các bạn ạ không có nhiều đâu rồi đánh giá một cách uh, khách quan và thực tế mà nói thì dòng PX701HD uh, thì uh, các bạn có thể đầu tư xem phim giải trí gia đình và thậm chí là sử dụng để chỉnh chiếu văn phòng đều khá là ok nha độ sáng tốt này độ nét tốt màu sắc đẹp và cái dòng này sử dụng nó khá bền nữa bóng đèn nó thay thế nó dễ tuy là sử dụng bóng đèn halogen thôi nhưng mà cái dòng này bóng đèn nó khá phổ biến dễ dàng thay thế với chi phí khá rẻ các bạn ạ rồi không còn gì ngại ngùng để đầu tư một em máy chiếu khoảng trên dưới 10 triệu đồng thì uh, PX701HD là một lựa chọn không quá tồi các bạn ạ có thể nói được là một lựa chọn trong top nếu mà mình lựa chọn thì mình cũng sẽ lựa chọn trong top 10 máy mình đưa ra thì uh, Viewsonic PX701HD cũng là một trong lựa chọn mình sẽ ưu tiên rồi uh, chào các bạn nha sẽ gặp các bạn ở những cái video review tiếp theo